Hiền cà phê nè, cà phê này cà phê của cà phê vườn phơi nhà luôn. Đúng rồi. Này nhà mình trồng rồi xong rồi hả, thu hoạch rang xay. Không? Để xe trên đây luôn hả? Lâu rồi không đi không nhớ nữa. Cứ xuống tí nữa lên khỏi đi. Mình sẽ đi tham quan. Đi chậm chậm thôi, cái đường đá nó trơn nó nhanh không? Cà phê. Đây hồi trước đã một chút. Bông nâu đã tàn rồi đó. Thấy mùi thơm không? Ê, mình xuống dưới đó được không? Được, có đường xuống. Đó đây này, chỗ này mình đi xeo xuống này. Đây đi xuống không mẹ tí. Đây nè, mấy đứa đi tới chỗ này nè. Đi xuống cái đường xeo xeo. À đúng rồi, đúng rồi. Đi đường bên này dễ xuống hơn là khỏi bị trượt. Xuống cẩn thận đấy nha. Sao mấy đứa nhóc đi đường này? Kim cu. Thôi hái làm gì? Ờ hái về phơi. Phơi mất công. Đưa về mình đảo cái dầu mình lấy cái nước đó mình thì hạt điều đó. Nè lên hái đi. Nó chừng té đó. Quay chưa? Rồi đang quay nè. Đó này là cây cà ri nè các bạn. À, phải lấy quả xanh. Đây nè, bóc ra, bóc ra. Để cho bảo bóc thôi kìa. Cái này liệu để mình hay mua ngoài tiệm gọi cái này phải phơi. Nè. Phơi ra nó hạt hạt là điều đó. Này là hạt tươi, cây quả tươi nè. Còn quả này quả khô rồi. Đây bóc quả tươi với quả khô để so sánh nè. Bảo nhưng mà quả tươi mình xài được không? Được. Quả tươi cũng được nhưng mà mình phải phơi cho nó khô cái hột. Phơi khô hẹp. Nó chừng té chứ con. Đã, mình chụp đi, chụp đi. Đó. Ừ, đẹp quá. Đó. Chụp đi anh. Tắt rồi. Đi, tắt thì mới chụp được. Rất đẹp luôn. Đó, vườn cà phê. Trên này có mấy vườn bề gà. Vậy hả? Dĩ nhiên nó đi ngồi. Đó, nếu mà thích thì hái về. Đẹp quá mọi người ơi, đây là vườn nhà của mình đó. Trồng cà phê. Ý, đi đâu vậy? Đi. Trời ơi, ba đứa thương ghê không? Về đây niềm vui chỉ có nhỏ nhỏ ở nhiêu đây thôi. Tụi con đợi mẹ. Ờ, đi đi. Đó. Sao giờ... Đó chắc là 27 hay 8 tí á. Sao giờ nghỉ ngơi của bữa có bánh chưng. Nó lên một phát đến 30 nữa dùng nè. Thật đấy chứ cái bụng nó là tao eo eo. Tại vì nó dám chơi tao mập cho nên nó mở ra. Mở ra mà cái đằng sau ấy. Cái đầu nó to quá. Ngọc với Tết lên bắt Dung cưng nè. Hai chị em bắt chung cùng. Đây đây nè, ấy là cái này nè, cái đầu thì bụng. Bà Bảo Ngọc phụ bà nội nè. Làm đậu gói bánh chưng. Trời ơi. Ăn mệt rồi cho nên là nó phụ á. Ủa cái tay bà nội bị gì? Bị gì đó. Bảo Ngọc làm đó.
Rồi chưa? Rồi chưa? Dạ chưa. Mệt chưa? Dạ chưa. Rồi đưa bà nội đi. Coi chừng nó xúc vô đầu rồi đó. Đưa bà nội đi con.